xin chào mọi người, mình chính là Simi Cáp Cáp. Mình là một chú mèo màu tím siêu dễ thương và ai cũng yêu quý mình cả. Cái gì? Được mọi người yêu quý sao? Con mèo màu tím này mà cũng có người yêu quý à? Cái gì mà yêu quý hả? À? Ai đâu lại yêu quý con mèo màu tím này? Chỉ có Cool Dog đây thì mới được mọi người yêu quý thôi. Cái gì vậy? Mèo cáp nát được mọi người yêu quý hơn thì có. Cool Dog này mới được. Cáp nát. Dog đây. Cáp đây. Bây giờ bà muốn làm sao? Solo chứ sao? Bây giờ bà đã phục chưa? Cáp nát thì tôi không bao giờ phục. Nếu vậy ông có dám solo tôi ở trong game Roblox không? Solo thì solo, có sợ gì? Ơi bạn, bây giờ xin cáp nát và Kai Dog đây và sẽ vào trong Roblox và đại chiến lẫn nhau. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên nhấn cái video của Sim được 5.000 like và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Còn bây giờ ok bạn, bây giờ mình sẽ cùng đại chiến tận. Ủa? Dog đây, cậu đâu mất tiêu rồi? Bây giờ tôi đã biến thành con Boxy rồi, cậu mau chạy thoát đi. Ôi, cậu biến thành Boxy hả? Ôi không, cái tên này, trời ơi, chưa gì đã gặp người là quái vật rồi. Nhưng mà không sao, tôi nhất định sẽ thắng trò chơi này và cậu sẽ không bắt được tôi đâu. Trời ơi, bây giờ cậu cần phải đi kiếm lấy 25 cái hộp quà lên đó, cậu không kiếm ra nổi đâu, cậu nhóc à. Rồi xong đó, tiêu diệt một tên. Trời ơi, quá dễ. Trời ơi, sao cái tên gọi là Dog đây là chơi game giỏi dữ vậy? Nhưng không sao, tôi có thể đánh bại được cậu. Đây, ok. Tiêu diệt được một tên rồi. Ôi trời, hắn ta còn canh nữa chứ. Trời ơi, đâu bây giờ mình phải kiếm đứng một người chơi. Tát vô cái đầu nè, Nè, bớt chơi trò đấy nha. Trời ơi, đừng có canh người ta chứ. Đâu rồi, cậu đâu rồi? Where are you? Nghĩ sao tôi đứng yên vậy? Ui, cậu ta kìa. I see you. Không đồ chơi rồi. Chạy. Cáp à, đứng lại đi cáp nắp. Không bao giờ, tôi với mình sẽ thoát khỏi đây. Ok. Trời ơi, ngay sau lưng nè. À, lại múa à. Lăng à. Phải múa chứ. Ủa sao tôi không chạy được giờ. Ok. Mình lấy được một hộp đồ chơi rồi. Bây giờ mình sẽ... Ui, trời ơi, cái tên đất này như thành con Boxy gì không biết nữa. Mấy tên người chơi kia đó hết trơn rồi. Mấy tên người chơi đâu? À, thấy một tên rồi. Ok. Hộp đồ chơi. Đây. Mọi người hãy kiếm thật nhiều hộp đồ chơi đi. Đừng để cái tên đất đây gọi thắng cái trò này. Này thì múa. Đây, ok, rồi chính hộp. Trời ơi, tận 25. Múa, có thằng nó đang trốn trong cái tủ. Giờ mình sẽ đập cái tủ ra. Thôi, ok, mình không thể đổ thua cái tên. Ủa, sao dùng người nằm dữ vậy? Hello. Còn gì nữa, trời ơi, bà đơn, trời ơi, tôi mà. Đây, mình phải kiếm thêm một đồ chơi mới được. Em nằm ra nè, nằm đi con, tát vô cái đầu nè, thêm một người nữa nằm rồi, còn 4 người chơi thôi. Cái gì, còn 4 người chơi thôi hả, rồi sao kiếm? Tát vô cái mặt nè. Hộp đồ chơi, cậu đâu rồi, sao chúng ta không thể tìm được với nhau, alo? Hộp đồ chơi rồi ta. Ê, tôi nằm. Cái mặt nè. Ê, có người đang nằm xuống kìa. Ủa, sao vô người đang xuống dữ vậy? Ây da, thằng này chạy luôn à. Cáp nắp à, nãy giờ tôi không thấy cậu đâu vậy ta. Đừng có đuổi tôi đâu, tránh xa tôi ra. Đừng có đuổi. Lốc xoay. Cái tên này, bỏ tôi ra. Lâm ơi, quay nó cứu tôi với, tôi đang nằm xuống rồi. Không ai cứu cậu đâu, bởi vì là tôi đang đi tàn sát. Tức quá đi mà, trời, cái tên Boxy này chơi giỏi dữ vậy. Ôi, có người cứu mình. Cảm ơn bạn nha. Có kẻ dám cứu cậu hả? Trời ơi, chứ sao nữa, cậu có thể tiêu diệt tôi sao? Đá cái mặt nè. Một tên đang nằm, 20 giây nữa là tên này đây. Không may, tôi đứng đây tôi canh luôn, không cho ai đụng tới. Trời ơi, có người hút tới được kìa, Ok, bây giờ nhiệm vụ của mình. Đá vô mặt nè. Trời, cái tên này ghê. Sao có thằng nào đứng hút hoài vậy? Thích hút không? Trời, trời đất ơi, nãy trừ sáng giờ mình kiếm được đúng một hộp luôn các bạn. Rồi mấy cái hộp còn lại đâu ta? Đây. Còn đến mười mấy hộp luôn á mà cậu không kiếm ra được hả? À, tôi không biết sao tôi không kiếm được hộp nào luôn á. Trời, tôi nút dễ sợ vậy luôn á hả? Alo, có cần phải để tôi nút như vậy không hả? Đây. 4, 3, 2, 1. Rồi, một tên người chơi nữa đã đi. Trời ơi, cái gì mà người chơi
Ôi cái cầu ơi, đứng lại đi mà cái cầu ơi. Không, đứng lại đi. Đi ra chỗ khác đi. Không rồi. Đâu, không ra chỗ khác đâu mà. Mấy cái hộp còn lại nó nằm ở đâu vậy ta? Trời ơi, nói thật nha, mình kiểu mình là cáp nắp thì mình không thấy gì hết trơn các bạn. Đây, chạy tôi, chạy tôi. Đây, trời ơi, nằm trong góc mấy má ơi, nằm trong góc, giỡn tôi thua gì á. Ông nội tôi còn nhìn không ra nữa. Đây, ok, ok, rồi. Cậu đợi xíu nha, để tôi xử lý tên này xong tôi xử lý cậu liền. À, nằm trong góc hết mấy bạn ơi. Trời ơi, ông nội nó cất mấy cái hộp đồ chơi đúng ác luôn á trời. Nằm trong góc không à. Đây, để tôi. Rồi, có cái chỗ nào nữa không? Đây rồi. Là bưng. Tôi sẽ nhất định sẽ giải cứu mấy cậu. Ok. Mình đã có hai hộp đồ chơi rồi. Đây, bỏ vô. Hi. 1 2 Ok, rồi 12 2 4 là 12 rồi, ok. Ủa sao có người nằm nữa? Chứ còn gì nữa, tôi đang đánh thằng này nè. Tôi bị giải cứu bồ tôi. Không được. Đâu, những người bạn của tôi. Các cậu đừng có bỏ mạng mà. Ôi, có người trốn được nè. Hay quá ta. Rồi, bây giờ còn gì ta? Còn 15 hộp nữa. Trời, giỡn mặt hả? Trời, mình không thể nào thua cái tên boxy gì được. Lũ tên đốc này được. Cáp nắp ơi, cậu đâu rồi? Sao nãy tôi kiếm cậu không có vậy? Trời ơi, cậu có tụi mới kiếm được tôi. À đây, rồi, thêm một hộp nữa. Rồi, ok. Kiếm được rồi. Giờ mình mới kiếm được này mấy bạn ơi. Trời ơi, à đây, đó. Trời ơi, nó nằm trong góc, trong lũ vậy. Ông nội người ta mới kiếm được luôn á. Ok, rồi bây giờ mình sẽ ra cái chỗ này. Đấy, ok. Ủa, tôi kiếm hoài mà không ra cáp nắp vậy? À đây. Đúng rồi, Kiếm gì khác đi. Đứng này tôi canh luôn. Thôi đừng canh mà. Trời ơi, cậu không làm gì tôi đâu. Tôi đi chưa? Đi rồi. Thiệt không? Ủa, tôi nói xạo lắm gì? Ôi, mấy hộp đồ chơi kìa. Ủa, thấy hộp đồ chơi. Đứng lại. Nó xạo. Em thấy hộp đồ chơi rồi, Ôi, thấy rồi. Thấy rồi thì sao? Tôi phải đi kiếm chứ sao nữa. Chạy đi mấy bồ ơi. Wow. Ok, thấy rồi. Đi ra. Không được hại tôi. Cáp nắp à, cậu còn non rồi xanh lắm. Tất kìa, trời ơi, cậu thả. Cứu nổi cậu đâu. Tại sao không ai cứu tôi? Các người đồng đội à, lại giải cứu bé mèo để với. Bé mèo cần trợ giúp. Help me. Rồi, tất cả đều nằm xuống rồi. Tất cả đều nằm xuống rồi. Tức giờ. Không thể nào, tôi không thể chấp nhận chuyện này được. Ủa, tôi sống nè. Ôi, cậu hồi sinh được hay vậy? Ôi, tôi không biết nữa. Ôi, có người xài tiền. Đây. Trời, nó nằm trong góc này đó mấy bạn ơi. Đây. Còn chi nào nữa? Ở trên hai bên, ok. Rồi, tôi sẽ đi theo dấu. Đây. Ôi, còn 5 hộp à. Đây. Trời ơi, nó bên kia lận hả? Thế tôi sẽ lấy cái trên này. Ở trên này, ok. Đợi tôi nha, hộp quà. Đợi tôi. Đợi mà, nghe sau lưng nè. Sao cậu sau lưng tôi vậy? Đợi mà, đợi liền luôn nè. Ây da. Kéo à, thằng nào kéo đi. Thằng này nó kéo à. Trời ơi, tức ghê, trời ơi. Mình không thể nào làm gì được, mình xin lỗi cậu. Tức quá đi mà. Còn 5 hộp quà, bây giờ còn có 1 phút mà chắc kiếm không được đâu. Nghĩ sao vậy, tôi vẫn sẽ kiếm được. Không được đâu, thua rồi, cái chắc rồi. Có ai đó đang sử dụng quyền trợ giúp. Ôi, tôi sống tiếp nè. À, tôi hiểu rồi, tôi vẫn còn rồi là gì ta. Ủa, cái bên này, bên ngoài hả? Đây. Tôi hiểu rồi, tôi còn 3 mạng lận. Ủa, sao nó vàng dữ vậy? Đây. Ôi, mà còn
sao xài. Trời ơi. Ai ai đừng qua rồi. Dạ, 30 giây kìa, kiếm được không? Ôi, kiếm sao kịp trời. Trời ơi, kiếm không kịp luôn đó bé ba. Ê, mất xe. Có cần đi kiếm phụ không? Đi kiếm phụ cho nè, đi kiếm phụ cho. Kiếm phụ giúp được, kiếm phụ giúp được. Tôi thấy có hai hộp quà ở trên, trời ơi, nó đúng xa luôn mấy bạn. Thì là cái trò này là cái hộp quà nó xa lắc xa lơ luôn mấy bạn ơi. Đây, rồi tôi biết hộp quà nó nằm ở đâu rồi đó, nhưng mà quá xa. À, ok, nó ở tận trên này luôn đó, ok. Không có, thua rồi. Yeah. Tức đốc này đã là người chiến đó. Không chấp nhận được mà, tôi nhất định sẽ thắng trò chơi này, cậu đợi đó. Ok, và trò chơi tiếp theo đó chính là thoát khỏi lava. Đốc đây à, dù trận trước tôi thua cậu nhưng trận này tôi chắc chắn sẽ thắng cậu. Cái gì, vẫn thua hả? Còn lâu. Á, à, chết rồi, sao mình bị rớt rồi. No. Trời ơi, cậu nhìn đi cái skin của cậu, nhìn nó yếu đuối đó. Ôi, nó ốm như vậy, sao thắng được. No, cậu đừng có nói nhiều, tôi sẽ thắng trò này. Sao nhiều người chơi quá, Ây da, nhiều người chơi thiệt á. Rồi, leo lên, leo lên thành công. Leo lên. Ui, leo lên. Sợ quá à. Ok. Ui, đấy. Ui, no. Té luôn. Trận này không tính, trận sau đi, trận đó tôi lỡ thôi. Mất gì không tính gì kỳ vậy. Trời ơi, người ta đã thắng rồi. Chơi tiếp. Trời, trận đấy tôi lỡ tay thôi. Tức quá à, trời. Sao nổi đất đây này mạnh dữ người ta. Sao mình nút dữ vậy các bạn. Bạn có biết sao không? Có thần hộ mệnh đi kế bên tôi á. Cậu nhìn nè, kế bên nè. Trời ơi, đất đây nè. Ủa sao đất đây nhìn tụi dập dữ vậy. Trời ơi, thì ra bị bỏ đói mấy ngày rồi. Trời ơi, cầu đừng tưởng cậu thắng trận đầu là trận sau tôi không thắng được nha. Đợi xíu đây. Rồi, trò này dễ, bây giờ càng leo cao càng tốt chứ gì. Đây, tôi đi trước nè. Đó, tôi chưa đi trước nè, thấy chưa. Đi trước chi cho nó vội vậy. Ta đi là đi từ tốn thôi, quan trọng là người ta cẩn thận. Đúng. Trời ơi, không sao, đi chứ ai trước thì thắng à. Đây, tôi leo. Ủa sao chỗ này tôi thua vậy? Đây, leo lên. Leo như con mèo. Rồi. Ủa sao cậu leo trước tôi rồi? Cái gì là gì vậy? Ây da, lava đang lên kìa. Đâu lava đâu? Ủa trời. Ui, lava lên nè. Ủa trời. Ủa đất đây ơi. Vậy? Ủa sao tôi thấy người này quen quen vậy? Ủa sao có bạn Phong Cận Giác ở đây vậy? Ủa sao có Phong Cận đây vậy? Ủa, Tiểu Cường. Mà bạn này đang biến thành con gián nữa. Á đù. Không, mà suy nghĩ chắc là bạn này là Phong Cận Giả đó. Trời ơi, làm gì có Phong Cận nào là con gián được. Ê, trời ơi, ủa vậy trận này hoa hả? Chán dữ vậy. Trời ơi, không. Ồ, không sao. Thắng rồi. Uầy, vậy trận này hoa rồi các bạn. Chán thế. Trận sau nữa là tôi sẽ thắng cậu. Tiếp tục. Ok, đất đây à. Và đây chính là thử thách cuối cùng của cậu. Đó chính là thoát khỏi nhà tù Cáp Nam. Ủa, Nam mà tại sao cậu lại bị gọi là đồng đội của cậu bắt vào đây vậy? Thì nói chung là do tôi cũng phạm luật á nên tôi cũng bị bắt. Nhưng mà ok, bây giờ thử thách ai là người thoát khỏi đây nhanh nhất, người đó sẽ là giành chiến thắng. Ok, được không? Hello, chơi luôn. Trời, Cáp Nam, mình dân ba mấy Cáp Nam này tôi đâu có sợ gì. Đây, xin lỗi đất đây, do tôi là người đi trước. Cái người nó bự quá, cái người nó mập quá. Con gián này vậy? Ủa, ê, đất đây, cậu có cảm nhận là thấy cái bạn gián Phong Cận này cứ đang theo dõi tụi mình không vậy? Không có đâu, chắc là trùng hợp thôi. Tôi nghĩ là trùng hợp thôi bạn ơi. Trùng hợp hả? Sao tôi thấy hơi là lạ nha. Đây, để tôi nhảy giới đợi xíu. Tôi không thể là thua cậu được. Ê, tụi mình đang thua. Solo mà kêu đợi xíu trời, trời. Tụi mình đang thua gián Phong Cận hay sao cậu ơi? Đợi xíu. Đây, tôi nhảy nè. Đấy, ok. Ui, bạn này kỳ nha, này là như là cố tình hại chúng ta sao á. Ôi da, cái bạn gián Phong Cận kia, bạn like hả, bạn phải Phong Cận không? Ẩu, bạn... ẩu rồi nha, ẩu. Ê, đừng có đẩy tôi xuống coi. Rồi, đi xuống đây nè. Đây. Đi xuống chân trời, ra xuống nha. Đâm bể. Con Cáp Nam này nhìn nó mập quá, nó không dễ thương cho tôi gì hết trơn á, yêu. Trời ơi, Cáp Nam ơi, là tôi nè. Ây da, rồi xong, bị nó bắt rồi. Ủa sao Cáp Nát này là đuổi tôi là sao vậy? Tôi là đồng đội của Cáp Nát mà. Ờ, là tính ra tới đồng minh của cậu, còn gọi là đuổi cậu nữa thì cậu không xứng đáng trở thành cùng con Cáp Nát. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi chưa bấm nút mà. Tôi nghĩ là cậu ơi, nên thay đổi đi, cậu biến thành con Tiểu Cường đi. Gì? Tiểu Cường cái đầu cậu á. Ây da, tôi chưa bấm được nút nữa.
sợ quá à. Nãy giờ có cậu... con nãy giờ mình thấy có con gián nó cứ hình như muốn đẩy mình xuống dưới hay sao á, không biết nữa. Ủa vậy hả? Còn con gián nó làm gì cậu vậy? Đó đó đó, đang đẩy là đó 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 đó. Ê, con gián kia rốt cuộc là cậu lai hả? Cậu tưởng ai phải tự... Đây. Rồi. Ủa, sao đây. Lại rồi? Mình chưa có bấm được nút. À mình bấm rồi hả? À. Ủa mình bấm chưa? Rồi tôi chạy lên. Ô, nè. Tôi đứng đợi nè. Chạy lên nè. Ê đốc đây ơi. Cậu nhìn nó có hai cái tượng của hai tụi mình nè. Chẳng lẽ đây là tương lai hai tụi mình sao? Trời sao béo dữ vậy? Yêu. Ở đâu mình tương lai hai chúng ta sẽ không đối đầu với nhau nữa mà chúng ta sẽ trở thành vợ vợ chồng chồng đó chắc được. Tào lao quá. À. Nghĩ sao vậy? Tôi ghét nhất là mấy người mà cam cam vàng vàng như cậu. Nghĩ sao vậy? Còn lâu tôi mới gọi là đồng ý cưới cậu. Hừ, ra đi. Đây ok. Rồi đi vô nè. Đó. Ông đồng ý cưới gì? Cậu cưới tới đây. Ê tiểu cường muốn cưới cậu kìa đốc đây ơi. Được, thấy hai đứa mình cũng hợp đó. Cái gì vậy? Trời vậy thì mình sẽ dẫn cậu về nhà của mình. Đây, đây là nhà của mình. Ô, nhà của cậu là trong cái hố xí này đó hả? Wow. Yêu, trời ơi, ghê quá à. Thôi, cậu cứ cưới tiểu cường đi, tôi không cưới cậu đâu. Ở đâu, ở cái hầm này nè. Trời ơi. À, đúng rồi, dán là sống ở dưới lòng đất á. Đây, tôi xuống. Ui, ok. Ui, ê nhìn nè, ảnh hai tụi mình nè. Trời ơi. Ủa sao trên nhìn thấy gớm mà dưới đây nhìn dễ thương vậy cậu ơi? Ủa sao dưới đây nhìn dễ thương vậy? Ủa trên cứ nhìn cắp nát nhìn ghê chết là xuống đây thấy hơi dễ thương các bạn. Ủa đây là biển hả? Ủa sao tự nhiên ở trên là địa ngục, xuống đây là xuống biển rồi? Ủa gì kỳ vậy? Đừng nói là xuống biển là phải xấu đó. Ui gì vậy? Giáng ơi, cậu sao không vậy? Giáng ơi, cậu có sao không? Hả? À, cậu ấy rớt rồi, thôi kệ đi. Ok, nó tiếp tục nào. Đây, ok. Giáng này lạ thiệt. Ồ, giáng rồi hơi lạ nha. Trời ơi, gãy cái câu rồi. Xin lỗi đất đây nha, tao đi trước. Cái chỗ đây, cái chỗ đây. Trời ơi. À! Tắm phun xương hay gì vậy? Ở đây có xương tắm hả? Vậy cái gì xương tắm? Cái này là suối nước tắm hay sao á đất đây ơi. Đây. À, suối nước nóng đổ hả? Đã quá đó chứ. Đây, ok. Rồi cái gì đây? Ôi, cục lửa. Rồi xong. Ủa, đất đây chị bị hết trơn hả? À, chắc là do tôi. Có bị gì đâu, trời ơi. Ô, đi tắm nè. Thấy người tôi hơi dơ nên là tôi vô đây tôi tiện thể tắm luôn. Trời ơi, cẩn thận. Đây, ok, tôi đi ngang qua. Đây. Cục đá tôi rơi xuống kia. Ok. Ui sao đất đây lại đi trước tôi gọi đất đây à? Cậu phải đợi tới chứ. Trời ơi. Cậu tù này đơn giản quá. Cậu cho tôi chơi cái nào nó khó hơn xíu được không? Chứ cậu chơi mấy cái này. Chứ vậy nhà tù của đất đây. Nhà tù của cắp nát mà bảo nút và xin lỗi lát mà cậu. Ui trời ơi. À, cái tên canh ngục kìa. No. Ây da, bị anh trai canh ngục bắt rồi. Ok. Bấm cái này. Rồi chạy. Ai da, anh canh ngục bắt tôi rồi đất đây ơi. Ok. Rồi đợi tôi. Đây tôi sẽ chạy trước. Đây. Ơi anh... sao tôi thấy trong đây có mấy con cá mập nè. Cậu qua chỗ này đi qua. À đây tôi đang chạy. Wow. Ủa sao mấy con cá mập đi? Đó là cá mập hay là con cá gì vậy? Ê tôi nhìn nó kỳ quá cậu ơi. Cái này là cá cách nát quá. Mình vừa. Tôi không biết nữa. Ok đây. Ủa đất đây đâu rồi? À đất đây nhảy trước hả? À đất đây rớt rồi. Trời ơi đất đây nút quá. Cố tình. Được không? Hay là không biết. Hay là mà tại cố tình á. Rồi ok qua đây. Ủa bây giờ qua đây mình sẽ bấm cái cần gạt nè. Đấy cần gạt. Bấm. Gạt lên. Lên nào. Ui trời ơi, lên trên nè. Ok nhưng mà nè đất đây tôi nói cậu nghe nè. Cậu đang thấy mọi thứ bình thường đúng không? Lát nữa cậu gặp con chùm cuối đi cậu mới sợ. Nó nhiều quá. Nó nhiều quá. Cái gì? Trời ơi, nó bảo là không sợ rồi mà cứ bắt người ta phải sợ. Đây. Sức mạnh của cách nát. Đây tôi chạy trước. Chạy. Ê dưới đây lại có mấy con cá mập nữa bạn ơi. Ủa cá mập biết bay à? Này là sao biết không ta? Ôi sao nhà tù này của cậu kỳ vậy ta? Trời nhà tù của tôi là độc lạ bình dương mà. Chứ phải bình thường đâu. Còn nhà tù tôi dễ thương à, xin lỗi. Ok. Trời ơi, thúi quá. Hồi quá. Ok. Rồi, đi tiếp. Ui. Rồi, ok. Rồi, vô đây bảo là vô đây là lấy cái đan này đúng không? Trời, tôi biết ngay mà. Lùm cái thang đi ngang vào đây, đặt vô. Đây, đợi tôi với, đừng có bỏ cắp nát mà. Đây, ok. Solo mà cứ kêu người ta nhường là sao vậy? Tôi biết là solo chứ cậu cũng phải thương tôi xíu chứ tôi chỉ là một cô gái mèo tím thôi.
Ok, đừng có đẩy tôi. Đốt đây, đi ra. Đi ra. Người ta đang muốn đặt cái thang thôi chị hai. Đây, ok. Bấm, ok, rồi. Đi lên. Ây da, rớt rồi. Cái gì vậy? Ok. Ây da, có... Cái thằng nào đứng đây cậy đồ vậy? Ông nội nó cản đường tôi giờ. Đi ra coi. Ê cái anh bạn con người này thôi. Ai tôi lên trước rồi nha. Đất đây tôi lên trước rồi. Cậu đi được chưa? Cậu lên được chưa? Đây đây đang cố, đang cố cậu ơi. Đang cố bạn mình ơi. Rồi tôi nó đi đứng cản đường xong giờ. Thôi cậu đi trước đi. Rồi tôi đi trước nè. Nhô. Đây ok. Đây cắp nắp vẫn đang đi trước. Ây da, da hiểu rồi. Cái người mình nó bự quá. Rồi lên lên được rồi. Cậu mập quá hả? Trời ơi. Ủa bình thường đi cái này dễ mà ta sao khó gì? Tôi thương à, anh bạn của tôi quá nên tôi sẽ nhảy tặng cho cậu ấy. Mà sao tôi nhảy nhìn kỳ quá à. À cậu đây rồi. Hay lão. Thôi tôi sẽ đi một xíu. Đây ok đi. Bạn mình ơi, bạn đi trước đi bạn mình ơi. Đây mình đi trước nè. Ôi mà khoan chỗ này bị đóng băng hay sao cậu ơi. Chỗ này toàn lấy gì ta. Toàn đồ bằng băng không mà. Đấy. Đây. Đó. Này là lạnh quá hay sao á. Ừ, như lạnh quá. Ok, bây giờ mình sẽ tắt mấy cái ven này, cái va. Ok, đây, nhảy lên. Piu, tắt nè. Đó, nhảy xuống. Rồi, tắt nè. Trời ơi, cáp náp quá thông minh luôn. Đấy, ok. Bạn nào xem nữa lần này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim được nó online. Và có 3 giây việc tại. Sao bị rớt rồi? Khỏi like luôn. Và các bạn có 3 giây việc này. Bye. Và thank you. Cảm ơn rất là nhiều đã giúp mình lên 5.000 like nha mọi người. Ok, rồi đi tiếp. Hay, không được để đất đây thắng mình. Cứ đông đả đi, không sao đâu. Rồi, và đất đây các bạn gọi là nghe giọng các bạn gì ta. Chắc chắn sẽ chiến thắng mình đó các bạn ơi. Mình chiêu lắm, mình chiêu lắm. Rồi, mấy game này game con nít, bạn hiểu không? Game con nít thôi. Vậy sao, ok. Hay, rồi, đi. Hay, thôi nhưng mà đi một mình buồn lắm nên mình sẽ đợi bằng đất đây nha, đất đây ơi. Đất đê. Đất đê. Ok, rồi tôi đi nè. Ây da. Ủa. Dạ. Ây da, trời té luôn. Ây da. Hai người bự quá, người bự quá. Đây rồi, tôi qua được rồi. Cái này do cậu mập quá chơi, tôi đã bạo rồi ăn. Ủa. Có đi qua được không? Hả? Ủa. Rồi có đi qua được. Ủa. Cậu đi nhỏ thôi. Đó, trời ơi, đất đây diễn hại cho mình xem các bạn ơi. Đây, ok. Ui, còn bên này nữa. Ui dạ. Ủa gì vậy? Ui, sao gì ta? Cái trò này lại ở đây. Ây da, dạ, cái gì vậy? Ây da. Ê, cái gì vậy? Ê, tôi tức ghê, tự nhiên nó trắng tôi ông ơi. Ê. Ở đây là có biết bao nhiêu gia đình đang chứng kiến cái cuộc solo của mình với bạn hay sao bạn ơi? Ờ, chắc vậy quá à. Đây, sẽ có mấy con cá mập nó hả miệng, nó định cắn tôi hay sao không ơi? Đây, ok. Đó. Nhảy. Đó, vừa lên được hết. Lên trên, rồi. Rồi. Trời ơi, bên dưới. Ui, đây, trời ơi. Nguyên một gia đình luôn. Trời ơi, cái này trời là gì ta? Gia đình nó đang nhìn mình luôn. Đạp xiếc kỹ thuật số nè, mình quên tiếng Anh của nó là gì. Ok, nguyên cái đập xiếc ở đó luôn các bạn ơi. Đây ok. Rồi, ông đầu bếp gọi là gì ta? Ông đầu bếp xấu tính nè. Đây. Bác đầu bếp đợi xíu để con vô con lấy cái súng cái bác đầu bếp ơi. Dạ, bác đầu bếp đợi con xíu nha, con đi vô lấy cái súng cái. Rồi đó, bây giờ con phan cái đầu bác đầu bếp nè. Rồi ok. Tốt đây. Ê à, tôi bị đầu nè. Tôi bị quắn rồi. Đây. Bắn nè. Đây. Ê. Ông dám ném vô rồi. Đánh đầu quá đã. Tôi hả? Đây. Đau thiệt không rồi. Đây tôi bắn. Nó cũng phải xoay liên tục. Ây da sao vẫn dính vậy. Bắn yeah, tôi tiêu diệt được bác đầu bếp rồi. Ây da bác đầu bếp quánh vô đầu tôi ông ơi. Đợi xíu. Trời ông bắn phụ tôi được không? Tôi muốn ông giúp tôi quá à. Nhưng mà không có được. Ok. Ê, sao chị solo gì mà bắt người ta giúp yeah, tôi vậy. Được rồi. Yeah. Tôi thắng rồi. Đi thôi đất đây ơi. Đi thôi. Rồi đó đi liền nè. Rồi ok, bây giờ ông với tôi sẽ chạy đua không? Bây giờ ai chạy xuống nhanh nhất thì thắng. 3, 2, 1, xuống. Nó lăn. Trời ơi, mà tính ra cái nhà tù này cũng vui ghê ha, đất đây. Còn thấy vui không? Thì
ở chung là cũng hơi vui. Hơi vui chứ thôi. Thôi ok. Bây giờ mới là phần quan trọng, đó chính là còn boss. Ok. Ok các bạn. Và đây chính là chung cuối. Tốt đây à, có chuẩn bị sẵn sàng với nỗi sợ kinh hãi của tôi chưa? Bình thường. Không có sợ gì đó. Vô bình thường. Con robot này chính tay tôi đã tự sáng chế ra. Hãy xem đi. Ủa? Vô đi, chơi đó. Robot này, robot gì giúp tôi. Ôi trời. Cứ gần hai cái tay mày. Đây. Trời. Ui, con này nó sùng quá đó chứ, con này sùng quá. Ây da, chạy, thế chưa, tôi bảo con này ghê lắm, trời không tin. Ui, nó chạy. Đâu có gì đâu ghê, thấy bình thường mà. Thấy bình thường. Ôi, con này nằm xuống rồi kìa. Một cái tay, tôi đánh được một cái tay robot của nó rồi. Ủa ghê vậy, tôi chưa đánh nữa. Đây, bắn piu piu piu. Quá đã, rồi xong, tiêu diệt xong. Ôi, gì anh vậy? Trời ơi. Ê, nó nổ cái sợ tôi bay ra khỏi thế giới luôn rồi. Ủa gì vậy? Ủa hài gì? Không. Ây da. Ok, một tay nó hỏng rồi, một tay nó hỏng rồi. Đây. Ủa, còn bị bay ra ngoài thiệt luôn hả? Còn nó giỡn, nó chơi vậy. Đúng rồi. Bây giờ là tôi phải tiêu diệt nó lại ba. Sao hài dữ vậy? Không sao, sắp thắng rồi. À, cười chung. Cười người hôm sau, hôm trước. Rồi cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ờ, đúng rồi. Ê, bây giờ nó không cho mình cây súng để mình tiêu diệt con quái vật này luôn bạn. À, vậy là tôi thắng rồi, đất đây ơi. Yeah. Woohoo. Ủa, vậy là bây giờ cậu không có súng để tiêu diệt luôn hả? Đúng rồi, trời tiêu diệt cây súng luôn rồi. Rồi trời. Ok các bạn, thì chắc là video của khách nắp với Doc đây như này thôi. Thì các bạn thấy như nào, các bạn cũng đừng quên bật video em biết. Và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng đừng quên giúp video của Sim được nắp một like. Và các bạn có 3 giây cuối cùng là việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và các bạn cũng đừng quên bật phía dưới cho mình biết các bạn thích khách nắp hơn hay Doc đây hơn. Đừng quên bật phía dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ bye. Bye bye.